nhắm mắt lại hôn vào tai, nhớ em anh không thể nào cay, muốn lấy nhau như dòng dập dìu, anh là gió em là thủy triều, bịt mắt em mãi mây mì đai, thế đêm nay em đang cần thay mây mì đai tiếng Thái. Uống hết ly rượu đây trên tay, ta cứ như là người trên mây. Anh không muốn đâu, anh không muốn đâu là cơn mộng trong đêm. Anh không muốn đâu, anh không muốn cứ phải gồng chồng dài thêm tình yêu nóng nấu và ai đang trốn giấu bao lâu anh đang tìm kiếm kinh vào đây cả khi dù đây ngồi. Quang Hùng nó có một cái gì đó là lạ, đúng là kiểu Thái Lan hay chi, cái bài trước nó viral ở Thái Lan. Quang Hùng mà ở Thái Lan nó nổi lắm các bạn. Quang Hùng ở Việt Nam thì kiểu cũng bình thường thôi, là cũng là như người nói tiếng bình thường, nhưng mà ở Thái Lan Quang Hùng giống như là một, không biết gọi là gì ta, giống như là Sơn Tùng ở Việt Nam hả? Tôi biết tôi có nói quá không, nhưng tôi cảm thấy coi mấy cái clip mà Quang Hùng ở Thái Lan, người ta tới sân bay mà cả 100 người các bạn để đón Quang Hùng, trời đất ơi, ghê thiệt. Người ta nói là con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế á, tội nghiệp. Mà Hùng này ngoài hiền quá mà. Chào em tình yêu, chào đi đắm say không trời ai ta dựa chung. Cái bài này chắc nó, tôi nghĩ là nó sẽ hit trên TikTok mà. Cái kiểu này, kiểu này TikTok khoái lắm. Mắt nhắm tay đàn tan trong núi cứ vô hương, nhớ em dù cho gần bên anh lại càng yêu thêm. Kiểu mấy cái sao lạ tưng 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 tưng. Người trẻ gì làm nhạc hay quá. Trời ơi, top 1 trending music rồi. Trời ơi, bởi vì nó chuyện dư thừa quá, nó hit rồi. Cái câu này không hiểu lắm. Thì khúc đầu là đang có nghĩa, thì tới đây cái bao là nghĩa nó tùm lum lai. Cơn mộng trong đêm một anh không muốn đâu, anh không muốn cứ phải mong chờ dài thêm tình yêu nóng nấu và đừng trốn giấu bao lâu anh đang tìm kiếm kinh bao đại ca quyến rũ lên ngồi. Chào em tình yêu, chào đi hết bao chưa mừng trong đắm say không trời ai. Chỗ đó nghe lạ ha, nó chỉ hát trả thanh. Rắc Na Chơ là em yêu nhé hả? À, anh có nghe bài vậy đó, vậy đi phiên bản Thái. Ồ, anh thấy rồi chứ, anh cũng có coi qua sơ vài lần. Có cái nhạc hoa nữa bạn. Người ta viết thành lời hoa, người ta diễn sân khấu lớn luôn á. Thích cái đoạn này, cái sound nó lạ, nghe như mấy giọt nước. Hai, nói chung là bài này top 1 trending thì cũng ok, hợp lý. Kiểu như là sau bao nhiêu năm thì cuối cùng là Quang Hùng cũng phải có thành tựu ở sân nhà chứ.